Dạ, kính thưa cha Phaolô Phạm Trung Dông, trưởng ban di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn. Thưa cha, qua một tuần lễ tổ chức di dân vừa rồi, thì cha đã rút ra được những tâm đắc nào và những cái khó khăn nào để mình có thể rút ra những kinh nghiệm cho tổ chức và những sinh hoạt sắp tới không ạ? Xin cảm ơn ban truyền thông của giáo phận luôn luôn đồng hành với các biến cố của giáo phận và đặc biệt là đồng hành với các biến cố của di dân. Năm nào ban truyền thông, cha giám đốc cũng như các thành viên của ban truyền thông luôn luôn đồng hành với ban di dân, đã đến với di dân và giúp di dân được phổ biến những tin tức của di dân trong cái tuần lễ di dân của giáo phận. Chúng tôi cảm ơn những câu đã hỏi. Trước hết là hỏi trong cái tuần lễ di dân vừa rồi chúng tôi đã làm gì? Trước hết cái là ngày khai mạc. Nhưng mà trước khi khai mạc thì đúng là những ngày mà chúng ta phải dự bị rất nhiều. Tất cả các nhóm sinh hoạt đều có dự bị để bước vào tuần lễ di dân. Và cái ngày khai mạc được tổ chức tại giáo xứ Khiết Tâm, chúng tôi được đức cha chủ tịch Ủy ban Mục vụ di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến chủ tọa gặp gỡ các bạn di dân. Tổ chức ở Khiết Tâm rất tốt, anh em di dân đến khá đông, ngồi đầy nhà thờ hết. Đức cha đã gặp gỡ và trao đổi rất thân tình. Đại diện của anh em di dân cũng trao đổi với Đức cha tất cả những gì mà họ đã ôm mang trong lòng đó, để trình bày với Đức cha để xin Đức cha tân chủ tịch của Ủy ban Mục vụ di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam giúp đỡ để có thể các em sống thời gian xa quê hoặc thời gian di dân tốt đẹp trong thời gian đang ở trong giáo phận thành phố của chúng ta. Những cái điều mà tôi tâm đắc là vẫn có những sự nhiệt tình của các bạn di dân. Những ngày mùng 1 là ngày Tết Tây, thế mà các bạn vẫn hy sinh để mà đến để tham dự vào cái ngày khai mạc của tuần lễ di dân. Rất đẹp, rất tốt. Vâng. Rồi cái tâm đắc thứ hai nữa là nhiệt tình của chủ nhà tổ chức rất tốt, và nhất là hội đồng mục vụ của giáo xứ Khiết Tâm đã tận tình giúp đỡ và cùng đồng hành với anh chị em di dân cũng như hy sinh để tổ chức cái buổi lễ rất tốt. Và ấn tượng nhất là cái thánh lễ dưới những ánh đèn sao của mùa Giáng sinh, thì di dân được dâng thánh lễ ngay ở dưới ánh sáng của những đèn sao đó, lung linh rất là đẹp. Và cái điều mà chúng tôi cảm nhận được đó là có một sự hòa hợp giữa các bạn. Cả một năm gặp nhau một lần, tay bắt mặt mừng, gặp gỡ nhau và nâng đỡ nhau để chia sẻ với nhau trong đời sống của những người di dân. Rồi bây giờ hỏi làm những cái gì nữa, thì trong tuần đó thì chúng tôi có nhiều công việc. Ví dụ như các giáo xứ hay các trung tâm hoặc là các nhóm đều có những sinh hoạt ở tại phòng trọ, hay những chia sẻ lời Chúa hay là chầu thánh thể hay là gặp gỡ nhau. Như cá nhân tôi thì tôi cũng được gặp một nhóm sinh hoạt và một ngày đến để nghe các bạn chia sẻ lời Chúa, đọc kinh với nhau, và nhất là tôi hỏi cái câu hỏi rất cần thiết là các bạn muốn chúng tôi đáp ứng những nhu cầu gì của các bạn, rồi hỏi xem tâm tư nguyện vọng của các bạn muốn gì, rồi cái mà cùng với các bạn mở những thắt nút để giúp cho những sinh hoạt của di dân. Tại vì cái khó khăn là càng ngày các bạn càng ít tham gia vào những sinh hoạt của cộng đoàn. Những người đến sau ngày hôm nay nó khác với những người đến sau trước đây chừng 5-7 năm. Những người đến trước thì họ có cái nhu cầu cần đến giáo hội, cần đến những sinh hoạt của các giáo xứ. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ không có nhu cầu đó. Có vẻ họ như tách rời ra khỏi giáo hội nhiều hơn. Họ chỉ làm cái bổn phận của họ là đi lễ ngày Chủ nhật. Còn tất cả những sinh hoạt khác họ vẻ hơi dửng dưng một chút. Và những cái sinh hoạt không phải chỉ có ngày hôm nay hay là cái ngày ở Khiết Tâm, nhưng mà chúng tôi thấy tất cả những sinh hoạt, dù các đức cha ở các giáo phận ở miền Bắc đến, thì chúng tôi cũng nghe là các ngài cũng buồn tại vì số người tham dự rất ít.
và theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam đó, thì ngày đó đây là cái chiều hướng của giới trẻ đang đi xuống, ít quan tâm hơn hay ít tham gia những sinh hoạt hơn. Đây là một cái lo lắng, bởi vì tôi ngồi tôi nói chuyện với các em và câu hỏi này có lẽ chúng tôi cũng sẽ đặt với Đức Tổng và Đức cha Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân, và xin Ban Giám đốc Đại chủng viện hay những người chuyên trách, những người đang làm những công việc đó có thể giúp để trả lời được những cái câu hỏi đó, có thể giúp các bạn có thể hội nhập nhiều hơn với giáo hội địa phương trong những sinh hoạt đoàn thể, trong những sinh hoạt tôn giáo. Rồi chúng tôi có một cái sinh hoạt khác nữa ngày thứ Bảy, đó là sinh hoạt Đại hội Ve Chai. Cái này hay lắm. Đây là một cái sáng kiến Ve Chai. Ve Chai, vâng. Thì đây nó cũng là một cái mới của chúng tôi. Tại vì các em thì nó sinh hoạt không phải chỉ là sinh hoạt đạo đức, nhưng nó còn có những cái sinh hoạt, ví dụ như đi nhặt ve chai, kiếm tiền để lấy quỹ sinh hoạt, rồi lấy tiền để có thể giúp đỡ chia sẻ với những người nghèo, những trại mồ côi hay là những trại nuôi dưỡng những người già, những người bệnh tật, vân vân. Thì các em rất hứng khởi, đây cũng là một chiều hướng mới mà chúng tôi đang khám phá ra và sẽ đi nhiều vào cái chiều hướng đó. Nhất là đáp lại cái lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Francisco đó, Laudato Si đó, thì cố gắng làm sao thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường và chung sống với môi trường, làm sao cho môi trường đáng sống hơn, đẹp hơn và giúp ích cho mọi người. Trong cái buổi gặp gỡ đó thì các em giới thiệu những cách thân thiện với môi trường, sống môi trường, rồi các em sử dụng tất cả những cái gì rác mạo kia đó để tái chế thành những cái bình hoa, những tất cả mọi chuyện đẹp lắm. Và đưa lên những kế hoạch, ví dụ như là trong cái chỗ mà các em đang sinh hoạt, đang sống đó, thì các em sẽ tận dụng nước như thế nào, rác như thế nào, dùng phân để mà tưới bón mấy cái cây cảnh, cái gì đó xung quanh. Và nhất là các em sẽ ký tên thề hứa là sẽ bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường bằng cách, ví dụ như ít sử dụng bao ni lông, ít sử dụng những cái đồ mà đựng đồ với những hộp mà để những cái đó nó thiệt hại cho môi trường nhiều lắm. Nên các em đã làm những chuyện đó. Và ngày hôm nay thì ở đây thì các em đã đến với nhà thờ Phaolô trong ngày bế mạc ngày hôm nay. Chị đã thấy rõ rồi đó. Và người đang sinh hoạt xung quanh chúng ta đang ầm ầm đấy. Mà thực ra thì cái mà khó nhất là quy tụ, khó lắm là chúng tôi đang sẽ xin với các đấng, với những người chuyên trách rằng các cách nào mà có thể kéo di dân lại với chúng ta không, hay là chúng ta có những cái đường hướng mới để chúng ta đến với di dân tích cực giúp các em nhiều hơn. Còn cảm ơn cha đã cho những nhận xét và biết những cái sinh hoạt thời gian vừa qua và những cái định hướng sắp tới rất là quý báu. Con xin thay mặt Ban Mục vụ Truyền thông cảm ơn cha và tất cả các quý cha tổ chức một tuần lễ di dân rất là có lợi cho các anh chị em di dân trên tổng giáo phận. Cảm ơn chị, cảm ơn tất cả các bạn đến với chúng tôi ngày hôm nay và xin gửi lời cảm ơn cha giám đốc. Cảm ơn tất cả ban truyền thông, xin cảm ơn. Sơ cho biết quý gian và sơ ở dòng nào, xin sơ chia sẻ một đôi điều về tuần lễ di dân ạ. Dạ, sơ ở dòng Đức Ba Truyền Giáo, sơ đang ở Thủ Đức. Dạ, trong tuần lễ di dân này thì sơ có tham dự cái buổi lễ khai mạc của tuần lễ di dân ở giáo xứ Kiết Tâm, thì sơ thấy cái chương trình thì rất là tốt hả. Trong giáo phận cũng đã quan tâm để mà đưa ra những cái tạo cho các bạn có cái cơ hội để nói lên, để quan tâm với các bạn trẻ di dân, thì sơ thấy là rất là tốt hả. Rồi trong cái tuần lễ di dân thì nó cũng có một cái buổi gọi là đại hội về Ve Chai đó, bên giáo xứ, các em di dân bên giáo xứ Xuân Hiệp tổ chức, thì sơ thấy là cũng có cái chương trình để cho các em đóng góp, để chia sẻ những cái gì mà ngoài cái công việc các em làm, các em còn quan tâm đến cái vấn đề mà môi trường hay là đến cái thông điệp chung của Đức Thánh Cha. Thì cái điều rất là tốt. Hôm nay sơ thấy đến đây dự, lần đầu tiên thì sơ dự hả, ở bên
cái buổi bế mạc tuần lễ di dân thì Sơ đang thấy tiến trình chia sẻ các bạn ngồi theo nhóm như vậy thì Sơ thấy cái bầu khí hay cái tinh thần thì tốt. Để Sơ đang còn đợi chờ tiếp theo. Cảm ơn Sơ. Tên con là Maria Hồ Thị Thịnh. Cô là một cái người xa quê, quê cô từ Hà Tĩnh mà cô vào cái thành phố Hồ Chí Minh này từ năm 1999 phải không ạ? Những cái giây phút đầu tiên mình đặt chân thành phố, mình kiếm việc làm hay là mình sao cô? Cuộc đời của con thì luôn luôn là con nghĩ là có Chúa. Nhưng mà mọi sự khó khăn đều là vinh quang. Khi đầu đi bước chân từ xa quê mà đi vô là vô làm rẫy. Xong làm rẫy được mấy tháng thì có người giới thiệu là cho đi làm ở Thủ Đức, dám tiền vàng bạc. Thì cái thời gian đó thì rất chi là khổ. Con nghĩ đấy, một tháng mà con làm được cỡ chừng 300 đến 400 ngàn tiền lương thôi. Chị em anh em thì cùng đoàn kết thương yêu nhau. Tuy là xa quê nhưng mà nó nghèo, nhưng mà cái tình cảm nó dạt dào. Cái thời gian đi vô đây làm công nhân á, thì tự làm mà vừa giúp gia đình. Xong được một thời gian đó rồi thì lại khi đó lại gặp bạn, thì bạn mới xin cho lên ở đây, ở là đất Bình Tân này. Thì mỗi sáng thì lúc con chưa lấy chồng, con cũng hàng ngày con cũng nguyện là xin Chúa cho con được tham gia tha các thánh lễ. Nhưng mà buổi sáng thì con cũng đi được là lễ Misa buổi sáng hàng ngày. Rồi thì lấy ông xã rồi thì từ đó trở đi là mất công việc buôn bán. Dậy sớm để thành ra là không xa Chúa. Khi nào tâm cũng nhớ đến Chúa nhưng mà không tới được nhà thờ hàng ngày. Tin vào Chúa và tin vào mẹ, luôn luôn mẹ dẫn đường chỉ lối cho mình đi. Hồi nãy các bạn có chia sẻ là các bạn gặp rất là nhiều cám dỗ trong đời sống của các bạn. Và cám dỗ lớn nhất đó là nhiều khi các bạn, bạn bè mình rủ mình đi chơi vào ngay những cái ngày mình phải đi lễ vân vân. Thì các bạn đã xử lý một cái tình huống đó như thế nào? Tại các bạn buộc phải chọn lựa, hoặc là bây giờ tôi đi chơi, hoặc là bây giờ tôi đi lễ. Vậy thì theo các bạn thì các bạn sẽ xử lý trong những cái trường hợp đó như thế nào? Em thì mỗi lần chọn lựa gì á, em đều từ từ chọn cách giải quyết là từ từ, điềm tĩnh, rồi suy xét như vậy thôi. Chúng ta có thể tin tưởng vào tương lai nếu chúng ta đồng hành với Chúa ở hiện tại. Thì cái kinh nghiệm đó nó là cái bài học cho mình. Mình thì không có cái cảm nghiệm của cái sự di dân xa gia đình, tại vì mình là người Sài Gòn. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm là ở đâu hay dù làm gì mình cũng sẽ gặp cái nhiều cái khó khăn. Đó là cái thực tại đương nhiên mà ai cũng phải gặp. Em tên là Maria Nguyễn Thị Xuân. Hôm nay em 19 tuổi. Em mới vào Sài Gòn được đến bây giờ là tầm 6 tháng. Thì vào đây thì có rất nhiều là khó khăn. Đầu tiên là em phải xa gia đình mà em vừa mới học xong. Vừa trước đây thì sống trong vòng tay của cha mẹ, luôn được cha mẹ cái gì cũng cha mẹ làm, cho nên là bây giờ ra ngoài mình phải tự lập, đời sống tự lập thì rất là khó khăn. Thứ nhất là thiếu thốn về tình cảm xa cha mẹ. Thứ hai là về vật chất, mình phải vào mình tự lập, lo lắng từ đời sống, từ ăn ở này nọ đủ thứ, phải thích nghi với môi trường sống mới. Sài Gòn thì thành phố nên là rất là có nhiều cạm bẫy ở ngoài đời, nên là mình dễ bị sa ngã nếu mà không đứng vững á. Sơ thì như là lúc đầu nãy Sơ nói là các em vô đây là vì cái kiến thức của mình nên là gặp cái khó khăn trong vấn đề là hợp đồng lao động. Thì là các sơ, quý sơ là quý cha là có cái hướng giải quyết nào cho các em chưa? Để mà hướng giải quyết thì thực sự là các sơ chưa có hướng giải quyết là cho các em là có cái kiến thức về luật lao động chẳng hạn. Thế nhưng mà có những em đến đồng hành, các sơ đồng hành thì các sơ có thể hướng dẫn các em là đến những cái chỗ nào. Chẳng hạn như là mình có những cái gọi là hội đoàn giúp cho các em, hỗ trợ các em về cái luật lao động đó. Thì các sơ giới thiệu để các em đến những chỗ đó, và những người người ta có chuyên môn hơn thì họ sẽ giúp để cho các em nó có thể làm được một cái bộ hồ sơ nó hoàn chỉnh, cũng như là cho các em hiểu hơn về cái luật lao động của mình.
để từ đó thì các em nó giúp ích cho đời sống của các em trong cái cách mình làm việc. Cái lý tưởng của mình là cái gì? Là mình đã dâng mình cho Chúa, mình đi tu rồi. Thì các bạn biết được rằng là mình đi tu á, nhìn mình là rất là ngon lành đâu vào đó, nhìn có vẻ đấy. Nhưng mà các bạn biết được rằng là mình vào nhà dòng là các bạn là mình đã đi chờ, mình đi chờ cho nhà dòng và nên là cũng là 6-7 năm. 6-7 năm trời với các bạn biết được rằng là để mà đi chờ tất cả chi tiêu tất cả là phải là 500-600 người ăn, các bạn biết không? Mình phải lo hết từ A đến Z. Và khi mình có những cái môi trường mình đi như vậy rồi thì những cái khó khăn mình gặp rồi, mình đối diện với cái thực trạng của xã hội, thì mình có những cái cơ hội để mình tiếp xúc gần gũi hơn với là những cái người di dân, là những người tân tòng, là những người hôn nhân này nọ. Thì khi mà mình đã mang trong mình cái người di dân rồi á, thì mình lại càng thương đến những cái người di dân của mình hơn. Và các bạn biết được rằng là hôm nay á, là nhà dòng tụi mình á, là tổ chức một cái chuyến xe đi như vậy là cho tất cả những cái anh chị em mà di dân họ có điều kiện và họ muốn để tới đây để học hỏi những cái khóa, để họ tiếp xúc với tất cả những con người này, những con người này, để qua đó mình học hỏi, để coi như là để mình tiếp cận nó cái đạo của mình là như thế nào, rồi cái đời sống hôn nhân, rồi cái đời sống di dân nó khó khăn và nó thuận lợi là như thế nào. Cuộc sống của con người ngày xưa người ta nghĩ nói dối là một cái gì nó bất thường lắm, nhưng mà ngày nay từ cái giáo dục từ bé trong gia đình nó đã tạo ra một cái ý thức hệ là họ phải sống nói dối. Thì chúng ta là người Kitô hữu, là người có đức tin, chúng ta có đức Kitô thì chúng ta nên cố gắng làm sao để chúng ta có thể sống với một cái sự thật, vì chúng ta có Chúa Kitô là sự thật trong cuộc đời của chúng ta. Thì mong rằng các bạn sống, chúng ta đừng nghĩ truyền giáo là một cái gì nó lớn lao hết, nhưng mà chính cái sự sống trước sự thật của mình đó là một cái dấu chứng để chúng ta làm chứng về đức tin của chúng ta. Thánh giá là chứa cờ, người nằm giang tay chứa y, là tình yêu yêu đến tình yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi nhiệm màu. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình